Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay hệ thống đồng hồ giờ của chúng tôi đã làm video để giới thiệu với các bạn một mẫu đồng hồ mang thương hiệu là Philips. Đây các bạn ơi, đây là thương hiệu đồng hồ Philips đến từ Pháp. Vâng, thì hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn 5 mẫu đồng hồ Philips phiên bản dây da. Nhân ngày 20 tháng 10 sắp đến rồi thì hôm nay tôi làm video này để giới thiệu với các bạn. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một các bạn nhé. Vâng, xin mời. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết để giới thiệu với các bạn từng mẫu một nhé. Vâng. Thì đây tôi đang là một mẫu đồng hồ Philips của dành cho nữ giới. Và đây là một thương hiệu đồng hồ Philips là đến từ Pháp. Các bạn này nhìn này, đấy, tháp Eiffel của Pháp đây, đó, Pháp nhé các bạn nhé, thương hiệu Pháp, thương hiệu Philips đến từ Pháp. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ dây da các bạn nhé. Bây giờ các bạn có thể xem chi tiết này. Đó, mặt trước, mặt sau này. Vâng, thương hiệu đồng hồ Philips lúc này có mã là FL1101541. Mẫu đồng hồ này là do Tân Hải Minh, đấy các bạn nhé, Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Philips của Pháp này tại Việt Nam. Vâng, thì chúng tôi là hiện tại đang là đại lý và bán lẻ thương hiệu này. Vâng, thế thì để chứng minh cho các bạn biết là đây chúng tôi bán hàng chỉ bán hàng chính hãng thôi, có một cái bằng đây, đây các bạn này, đây đây là một cái bằng, đấy, một cái bằng mà do Tân Hải Minh, nhà phân phối đồng hồ Philips, đấy, cấp cho giờ bắt chúng tôi, đây các bạn nhìn này, vâng, đấy. Đấy, đây là chứng thực là chúng tôi bán hàng chính hãng chứ không bán hàng nhái hàng giả các bạn nhé, vâng đây ạ. Giá bán của mẫu đồng hồ này thì là rất là rẻ thôi. 2.450.000 các bạn nhé, 2.450.000 là bạn đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ Philips này. Vâng, nhân dịp ngày 20 tháng 10 sắp tới thì chúng tôi có một chương trình rất là đặc biệt dành cho các bạn, đó là khi mua một đồng hồ Philips chúng tôi sẽ tặng một dây da. Vâng, chúng tôi sẽ tặng một dây da, đấy, một dây da chính hãng thương hiệu Anno. Vâng, đấy, đấy các bạn nhé, một dây da chính hãng trị giá là 550.000. Vâng, cho các bạn nào khi mà đặt mua chiếc đồng hồ Philips này. Vâng, vâng, sang mẫu đồng hồ tiếp theo thì đây là một mẫu đồng hồ Philips là phiên bản dáng cũng kiểu dạng như là thể thao các bạn ạ. Đây, cũng kiểu dạng cũng như thể thao luôn. Gồm có là chức năng là có là lịch thứ này, lịch ngày, đấy, và lịch 24 giờ. Vâng, thì thử khóa đến mặt rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn, cực kỳ đẹp nhé, rất là đẹp luôn này, mặt sau này, đấy, có tem của hãng và tem của Philips này, đó, đầy đủ luôn, đấy, rất là đẹp luôn. Vâng, size mặt của mẫu đồng hồ này là 35, vâng, size mặt 35 là dành cho các bạn là có cổ tay to một chút, vâng, cổ tay to một chút thì đeo cái mẫu này rất là đẹp, vâng, độ dày mỏng khoảng 70mm thôi, vâng, rất là mỏng các bạn ạ, vâng. Thì ở mẫu đồng hồ này cũng vậy thôi, bất cứ các bạn nào mua một mẫu đồng hồ nào ở đây chúng tôi đều tặng thêm một kèm theo một dây da nhân ngày 20 tháng 10. Vâng các bạn nhé. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Vâng các bạn này, đây là một mẫu đồng hồ thứ ba. Rồi, các bạn nhìn xem, rất đẹp đúng không ạ? Đó, khóa này, đấy, mặt sau này, cực kỳ đẹp các bạn nhé. Vâng, giá của mẫu đồng hồ này là 2.080.000 các bạn ạ, 2.080.000 thôi. Vâng, cũng rất là rẻ, mã là F8101541.
0903. Thì mua đồng hồ, mẫu đồng hồ này chúng tôi vẫn tặng một các bạn một dây da đi kèm, chỉ giá 550.000 các bạn nhá. Vâng, ai nhanh tay thì còn, ai chậm tay thì hết nhá. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là đẹp luôn các bạn này, trẻ trung nhẹ nhàng. Phần khóa này rất là đẹp luôn này các bạn này, phần khóa dây này cực kỳ đẹp. Đấy, gồm có chữ H đây rất là đẹp luôn này. Đó. Rất là chất luôn. Đây, khóa đây các bạn nhé. Này, dây này. Đấy, mặt sau này. Đấy, rất là đẹp luôn, đầy đủ các tem. Dây thì đều là dây da, vâng, đều là dây da bò các bạn nhé, dây da bò màu đen, đeo cực kỳ mềm tay luôn, đeo cực kỳ thích luôn, da rất là mềm. Đó, size mặt của mẫu đồng hồ này khoảng 32 các bạn nhé. Đây là size mặt đồng hồ mẫu này là 32mm. Vâng, các bạn mua đều được tặng thêm một dây, vâng, tặng kèm theo một dây da đấy các bạn nhé, được tặng kèm theo một dây da chính hãng, trị giá 550.000. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ năm và cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng. Đây là một phiên bản dây da rất là hay luôn các bạn nhỉ, các bạn nhìn rất là ok đúng không? Đấy, dây được đính những cái đinh này. Đấy, rất thời trang luôn này, đính những cái đinh bằng inox cực kỳ thời trang luôn, cực kỳ sang chảnh các bạn nhé. Độ dày khoảng tầm 5mm thôi các bạn ạ, rất mỏng luôn à, rất đẹp à, quá đẹp đúng không ạ? Vâng, mẫu đồng hồ này có mã là FL1100651, trị giá 1.910.000. Vâng, rất rẻ đúng không ạ? Những mẫu đồng hồ tầm có tầm dưới 2 triệu, trên dưới 2 triệu này là không phải nghĩ rồi. Nếu mà lựa chọn Facebook, đây là một cái rất là sáng suốt. Vâng, một điều rất là sáng suốt khi mà lựa chọn Facebook các bạn nhé. Rất là ok luôn. Thế thì sản phẩm của chúng tôi hiện tại đang có bán tại hệ thống đồng hồ giờ bắt của chúng tôi. Vâng, đây ạ. Vâng, tại tầng G, trung tâm thương mại The Garden, đường Nguyễn Đình, Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và tầng 1 trung tâm thương mại Mipec, quận Long Biên. Số 2, đường Long Biên 2, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đấy, có website là thewatt.com.vn, thewatt.vn và hotline là 0977 891 897. Và các bạn đặt mua online thì có thể liên hệ với số điện thoại này. Và thế thì đi kèm với sản phẩm của chúng tôi gồm có là một cái đấy, hộp sản phẩm đây, hộp sản phẩm đây các bạn nhé. Đây là một cái hộp kẽm rất là đẹp đó, thương hiệu Facebook luôn. Và hộp này, túi này đây các bạn này, túi này đây, túi thương hiệu luôn. Và ngoài ra nữa thì là ở đây tôi giới thiệu qua một chút với các bạn, đó là đây các bạn nhìn này, đây là những mẫu này là mẫu đinh đá rất là đẹp các bạn nhé. Vâng, đá thì đá gọi là không phải đá bình thường đâu ạ. Vâng, đá là đá Swarovski luôn, Swarovski. Đấy, đây là một cái dòng đá mà chỉ đứng sau kim cương thôi về cái độ quý hiếm cũng như là cái độ cứng của nó. Vâng, đây là cái chứng nhận của cái thương hiệu dành cho Facebook này. Vâng, ngoài ra nữa thì chúng tôi có một thẻ bảo hành chính hãng đấy của thương hiệu Facebook đây cho các bạn xem. Đây, đây các bạn nhé. Đấy, đây thẻ bảo hành này. Đây, thẻ bảo hành thì bao giờ cũng có cái tem của Tân Hải Minh, nhà phân phối đồng hồ Facebook tại Việt Nam đấy các bạn này, của Tân Hải Minh nhé. Đấy, đây còn mã code các thứ sẽ điền vào đây các bạn nhé. Vâng, đấy, còn đây là sách hướng dẫn, đây một tờ sách hướng dẫn. Và về chất liệu của đồng hồ Facebook này thì tôi cũng giới thiệu qua với các bạn, đó là chất liệu vỏ là thép 316L, và còn mặt kính là kính khoáng, và dây thì là dây da thật các bạn nhé. Và rất là đẹp luôn. Và các bạn nhé, thì ai có nhu cầu cũng nhân dịp 20 tháng 10 cho nên là chúng tôi cũng làm chương trình, thì các bạn hãy nhanh tay để
đặt hàng để sở hữu ngay nó các bạn nhé. Thì thấy video này hay, hãy like, share, chia sẻ để ủng hộ cho những con đồng hồ đều phát triển chúng tôi ngày càng đưa đến với các bạn những video hay hơn nữa. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.